Cuối ngày 26 tháng 6, công ty Grab Việt Nam đã phát đi thông cáo chính thức lên tiếng về việc Bộ Giao thông Vận tải bác đề xuất mở rộng dịch vụ Grab Taxi ra nhiều tỉnh thành như là Ninh Thuận, Đồng Tháp và Gia Lai. Theo thông cáo từ Grab Việt Nam, công ty này cho rằng dịch vụ Grab Taxi có thể hoạt động tại tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc sau khi đã ký kết hợp đồng hợp tác với những đơn vị kinh doanh taxi được sở giao thông địa phương cấp phép và điều này hoàn toàn hợp pháp theo quy định của chính phủ về thương mại điện tử. Doanh nghiệp này cũng cho rằng khác với Grabcar, Grabtaxi là một dịch vụ được tích hợp trong ứng dụng Grab và đã đăng ký với Bộ Công Thương là ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử. Như vậy thì Grabtaxi không phải là một dịch vụ thuộc đảng thí điểm theo quyết định số 24 của Bộ Giao thông áp dụng với Grabcar. Trước đó, trở là đề xuất mở rộng địa bàn của Grabtaxi. Bộ Giao thông cho rằng Grabtaxi chỉ được phép hoạt động tại năm địa phương, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Hòa Quảng Ninh theo đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng. Đồng thời, Grab không được làm việc trực tiếp với lái xe taxi khi chưa được sự đồng ý của đơn vị kinh doanh vận tải và sở giao thông vận tải địa phương.